Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, phát biểu tại phiên họp sáng nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã nhắc tới phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm. Ông nhận định đây là vụ án hình sự kinh tế lớn chưa từng có đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tình hình kết quả kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2024, sáng ngày 6 tháng 3, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã nhắc tới phiên tòa xử Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Ông Nên nhận định vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án hình sự kinh tế lớn chưa từng có đối với Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người có liên quan rất lớn, thời gian xét xử khoảng 60 ngày. Để chuẩn bị cho công tác xét xử, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch, chương trình Nội dung chi tiết, gồm cả việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự cũng như công tác truyền thông. Ông nên nói, việc này nhằm giúp mọi người biết mình cần làm gì, làm thế nào để không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của thành phố. Ông cũng cho rằng, sự vụ án Vạn Thịnh Phát là việc mới, việc lớn, có quan hệ mật thiết đến nhiều quan hệ khác, kể cả yếu tố nước ngoài. Do đó, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải có sự phối hợp từ công tác truyền thông cho đến công tác bảo vệ, công tác xét xử. Theo ông nên Việc xét xử phải đảm bảo ra phán xét cuối cùng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Song song đó, ngay từ bây giờ, thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án để tổ chức thi hành án ngay sau khi bản án có hiệu lực, không ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Chiều ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trường Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác liên quan vụ xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. 14 giờ 40 phút đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố cáo trạng dài 160 trang. Cáo trạng cũng nêu rõ các phương thức, thủ đoạn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để rút ruột 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Thứ nhất, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm cổ phần SCB. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với một hệ sinh thái bao gồm hơn 1.000 công ty con, công ty liên kết, bằng cách thu mua cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,545% vốn điều lệ tại SCB. Số cổ phần này do 27 pháp nhân trong và ngoài nước cùng các cá nhân đứng tên giúp bà Lan. Bà Lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 4,982% vốn điều lệ. Thứ hai, cài cắm nhân sự chi phối hoạt động SCB. Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương cao từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng một tháng, hoặc tặng thường tiền cổ phần SCB. Thông qua các cá nhân này, Trương Mỹ Lan điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân. Thứ ba, lập đơn vị trực thuộc để cho vay giải ngân theo yêu cầu, nhằm tránh sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2020, Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp cao SCB thành lập 3 đơn vị cho vay với mục đích chỉ để phục vụ cho các khoản vay theo yêu cầu của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, 3 đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ giải ngân 396 khoản vay, tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng. Thứ tư, lập hàng trăm công ty ma để vay vốn khống rút tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng, gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Thứ năm, chỉ đạo chồng và cháu cùng thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành hàng loạt công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square. Thứ sáu, lập hồ sơ vay vốn khống. Tại mỗi hồ sơ vay, các cá nhân được thuê nhờ đứng tên hoặc đại diện các công ty ma được gọi đến ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký để hợp thức khoản vay. Những người này đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không hề biết mình vay và nợ scb số tiền đặc biệt lớn. hầu hết các khoản vay của bà trương mỹ lan và hệ sinh thái vạn thịnh phát được giải ngân trước rồi mới thực hiện hợp thức sau. Thứ bảy, thông đồng câu kết với công ty thẩm định giá. cụ thể các lãnh đạo SCB đã trực tiếp hoặc qua trung gian để liên hệ với các công ty thẩm định giá, thông đồng, nâng giá tài sản lên nhiều lần, ghi ngày tháng phát hành các chứng thư theo yêu cầu của SCB để hợp thức thủ tục vay vốn. SCB thuê 19 công ty thẩm định giá, trong đó có 46 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành, tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm trường Mỹ Lan. Thứ 8. Rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân. Để hợp thức việc rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên lập phương án thực hiện giải quỹ bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống. Trương Mỹ Lan còn yêu cầu cấp dưới cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần đến SCB ký chứng từ rút nộp tiền, hòng xóa dấu vết hành vi phạm tội, bán nợ xấu. Thứ 9, mua chuộc loạt quan chức để bưng bít, che giấu sai phạm. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh kiểm tra, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB. Việc mua chuộc nhằm bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB, báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Đáng lưu ý, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản, quy mô với hàng ngàn cá nhân câu kết chặt chẽ. Hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp, trong đó những cấp dưới của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt là người thân như chồng, cháu gái, sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình. Khi tham gia vào mô hình kim tự tháp, các cá nhân được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương, tặng thưởng tiền, cổ phần SCB tùy theo cấp bậc. Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú quy ước. Điển hình, dù không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng, bị cáo Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của SCB từ tháng 12 năm 2020, biết rất rõ khoản vay nào là của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với những hồ sơ này, Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu core banking của SCB bằng trường dữ liệu được ký hiệu HSTT. Như vậy, đối với hồ sơ HSTT, SCB sẽ bỏ qua quy trình vay thông thường theo quy định. Quá trình làm việc tại ngân hàng Ngoài lương thưởng, Bùi Anh Dũng còn được bị cáo Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Ngoài ra, để tránh sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, ký quyết định thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo Lan. Cựu Tổng giám đốc SCB biết rõ điểm chung hồ sơ vay của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên chỉ ký khống thủ tục. HSTT cũng là 4 ký tự mà bị cáo tạ chiêu chung Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB nắm chắc. Dù không nhận chỉ đạo trực tiếp, nhưng Tạ Chiêu Trung biết rõ bị cáo Lan là chủ nhân thực sự của SCB, biết rõ SCB có nhóm khách hàng vay vốn được ký hiệu HSTT. Sáng mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Lực lượng an ninh đã phối hợp triển khai nhiều lớp bảo vệ phiên tòa. Từ khoảng 5 giờ 30 phút, lực lượng an ninh đã chốt chặn tại các vị trí xung quanh khu vực tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phường Bến Nghé, quận 1. Những người tới dự phiên tòa phải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh. Khoảng 7 giờ, xe chở các bị cáo tới tòa, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ án xếp hàng chờ làm thủ tục. Theo cáo trạng, các bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa do tránh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến xét xử từ mùng 5 tháng 3 đến 29 tháng 4.